xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Trời ơi! Thả cái áo xuống để đưa người khoác. Ủa nhưng mà... Ê, xin bấm hộ, bấm hộ! Đây! Đấy hộ! Thấy mà kìa, bấm hộ mà! Trời ơi! Anh đã lấy xấu lắm rồi! Tôi làm gì vậy? Làm khác luôn đấy! Làm sao nào? Bỏ luôn ra! Ấu! 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 Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Anh Giang chả muốn chết lên. Trời ơi. Anh Giang chả muốn chết lên. Trời ơi. Chỗ này khó đi quá, ra đây cho dễ đi. Đây, 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 đây. Hai em mình thân phận yếu hèn. Đúng rồi, bọn mình phải nấp thôi. Để nấp trước. Để cho những con người khỏe mạnh kia vần nhau cho mệt mỏi đã. Bọn mình ngồi ở đâu mát nghỉ ngơi. Bên dưới kia làm gì ấy? Vô đi, vô đi. Bấm vào đâu, bấm vào đâu. Đấy, đúng rồi. Chậm qua chậm cân nè, qua chậm cân nè. À, được rồi, được rồi, được rồi. Trời ơi, đồng đội tôi đâu rồi? Có sao không? Có sao không? Dịp chưa? Ê! Được không? Được không? Được. Không được, cái áo gì không được, bị mất rồi. Không. Trời ơi, bà biết cắn rồi, bà biết cắn cái hình. Đội mình đâu hết rồi? Đâu rồi? Trời ơi, đi anh ơi. Hồi sức nha. Mình có thật sự là đội không? Sao tụi em bây giờ cứ dưới mà hàng kia xuống cô? Trời ơi, đâu có biết đâu, đi tưởng là đứa nào lo thân đứa đấy đi trốn thôi. Ủa sao không ai quay vậy?
thấy này ghiếp đang thằng mình nè. Ủa nó đâu á? Nó kia kìa, nó kia kìa. Ý, một cái chỗ chắc chắn sẽ không bao giờ có ai tìm ra tôi. Em thân yêu, em thân yêu, em yêu ơi, em yêu ơi. Ghi ba chị à, phụ nữ nếu như chị vật em cũng không được vật lại. Dạ. Vì như thế mới là ga lăng. Ủa chị đuổi em mà, ghi ba em đừng đuổi chị. Đúng rồi. Tôi vui đi. Đêm nay em đang tạo kiểu tóc mới. Tạo tóc mới. Tạo kiểu tóc mới mà sao đẹp quá vậy? Đúng rồi. Ê. Mới nha, mới là mắc cười nha. Rồi em hát bài tôi nghe đi. Đúng vậy. Hát vừa hát vừa diễn đi. Bông xanh đi. Ôi bạn ơi, bông lê cho bạn bông yêu ơi bạn ơi. Là đôi à. Tha đi. Tha. Tha. Mời chị. Cho chị xin lại cái mũ. Nhưng thì xin lỗi chị, đừng bắt em nữa nhá. Ok. Đi đi. Thế em hãy cho em chạy. Hả gì đó? Em cho nè. Em đã nhớ mặt hai anh rồi, các anh làm ngơ trước một phụ nữ nhỏ nói bé. Nói nhiều hơn. Ơ em xin lỗi. Đây rồi mọi người. Cả Như. Dạ. Cả Như. Ôi ba. Ôi. Ôi. Để tôi chuẩn bị sẵn sàng. Trời ơi, đang chụp hình máy gọi điện thoại vậy? Trời ơi, đang chụp hình máy gọi điện thoại vậy? Đang chụp hình máy. Cô alo, alo, gì đó? Cô phê cái gì? Đang chụp hình. Đang chụp hình máy gọi gì? Cô phê gì? Trời anh lên. Nhớ. Mà bắt tôi chết à? Chị Dân chết rồi. Đội Hồng khả như bị Thúy ngăn lại. Trời ơi, Thúy ngăn. Đội Hồng khả như bị Thúy ngăn lại.
Chị Hân em. Rồi, cá bò biển Tây đúng không? Không, đút con túi ra đi. Thôi, để lại ở giữa đi. Rồi, 2, 3. Ủa, nhảy mấy đoạn vậy? Bông bang bang lên ăn cơm vàng, cơm vàng nhà ta. Bông 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 bang bang chớ ăn cơm hầm cháo hoa nhà người. Cháo hoa nhà người. Không thấy cái gì. Ê, không được, camera của anh bị lật con camera trước rồi. Ủa ai biểu? Ra của anh bị lật con camera trước rồi. Ủa ai biểu? Đội hậu Isaac the ST loại. Đội hậu Isaac the ST loại. Mình quyết luôn nha. Quyết luôn. Chân tôi bớt chân. Bây giờ là sống chết. Ý. Bỏ thợ em tưới luôn nè. Mọi người trong tối là anh tính làm gì tụi em. Đi nè, tụi em bắt tới nó luôn sai. Đây đây. Đâu? Em lại đây. Đưa em lại đi. Rồi. Em nói ai chị đâu? Sang em nói đi. Chị ngon. Chào, em xin chị đi. Anh nhé. Ủa gì? Cái gì vậy? Hey. Hey. Ôi trời ơi. Con ơi. Đâu quay à? Ai là chị Trâm sao? Chị Trâm. Cô. Buông cái mặt ra, buông cái mặt ra, buông cái mặt ra. Trời ơi. Nè kiếm, nè kiếm. Ôi trời ơi. Chụp hết. Chụp đau, đau, đau. Chụp hết. Đau. Ông thôi nè kiếm chết rồi, nè kiếm bị chụp trước rồi. Nè kiếm ơi em sẽ rồi mà. Chỉ có chụp cái nè. Mà chết rồi mà. Nè em đừng có thôi. Đội cơ hết rồi trời. Em buồn của tôi. Nè kiếp, nè kiếp. Em ơi, em đi ra đi. Trời ơi. Trời ơi. Thả cái áo xuống để đưa người khoác. Ủa nhá. Ê, ép đi, bấm hộ, bấm hộ. Đấy, đấy không? Thấy người chưa được ai đi mà. Làm khác luôn đấy. Làm sao đưa ra? Ôi trời ơi! Trời ơi! Trời ơi! Anh Giang chả muốn chết lên. Trời ơi! Anh Giang chả muốn chết lên. Trời ơi! Cho anh quần đi. Nhanh lên. Nhanh lên. Cho anh cái quần anh quay hình. Có quần anh mới quay được. Anh nha. Anh nha. Anh ha. Cái điện thoại đâu? Điện thoại đâu? Em đi, em đi. Em đi, điện thoại em đâu? Em lại anh ST, em lại anh, trời ơi anh tha cho anh Lâm của em đi, anh ST ơi. Game sau mình làm lại từ đầu Lâm ơi. Lâm ơi. Trời ơi, chị giả em thua rồi mà sao còn bắt em hoài vậy? Đi về chỗ cậu. Trời ơi em thua rồi mà. Đi về, đi về. Ê, anh Giang, anh Giang kìa. Đi về. Cẩn thận anh Giang. Cái gì? Cẩn thận anh Giang. Cái gì đây? Anh Giang. Trời, tôi đang lo cho Khải Như mà.
chân một luôn. Ba chân một không chột cũng què. Hội đồng tiêu diệt Ê mọi người, chỗ này nguy hiểm quá. Mình xuống chỗ bằng thẳng rồi vật tiếp được không? Mình xuống chỗ bằng thẳng rồi vật tiếp được không? Nguy hiểm quá. Trời ơi. Ôi ôi đau đau. Thôi, anh ơi, anh hãy chịu thua đi. Làm sao anh có thể thắng được? Anh ơi, anh chịu thua nữa thôi. Hạ đi. Anh ơi, hạ đi, hạ đi anh Lâm ơi. Được rồi, đứng được rồi. Đội trắng ST bị Dương Lâm Toàn. Yeah. Thế rồi. Quá trời luôn. Không phải. Cô lên. Hai con mèo. Phương. Dạ. Dù sao cũng là anh em đồng nghiệp, tại sao lại phải mạnh tay với nhau? Tại sao lại phải mạnh tay với nhau? Đừng làm như thế. Chúng em chỉ là hai cô gái thôi. Anh cho bọn em lại gần anh một chút được không? Cho em cao, em cho dày cống mực được không? Anh ơi anh. Quá! Anh ơi! Không được! Trắng, đội bộ tứ rực rỡ đã chiến thắng. Tôi thấy ekip đoàn phim không có gọi là chuyên nghiệp, là không có đoàn kết. Hồi nãy tôi không có quần, tôi lộn cái quần của quay phim nào mà không cho là không cho. Quay phim thì có linh hình đâu. Thì tại sao không cho tôi một cái quần để mà tôi quay hành tiếp? Còn ai là người mang quần về cho em? Chị, tôi đề nghị ekip là rờ tay mình lên ngực trái của con trái tim thôi. Ừ. Chỉ có một người con gái như tôi leo lên trên cao, tôi sợ độ cao, tôi lấy cái quần về cho em tôi. Hỏi mọi người trái tim mọi người để ở đâu? Em hả? Không biết mọi người có trái tim không, nhưng anh Lâm không có trái tim. Mọi người nhìn những hành động của anh Lâm cho tay em nè. Của anh Lâm cho tay em nè. Trời ơi, trắng chi máu luôn nè. Trời ơi. Và hãy nhìn những cái vết chai trên người của tôi khi mà chúng tôi đã đóng vai Hàng Hương và Phúc Vĩ Khang lăn từ ở trên đồi lăn xuống. Tôi yêu cầu edit cái khúc mà tôi với ST lăn xuống lại. Những trả giá của chúng ta đã được đền bù chiến đi qua và những thứ này còn sót lại với chiến thắng thuộc về đội rất lớn. Trận chiến đi qua và những cái này còn sót lại. Đội trắng, đội bộ tứ rực rỡ, mỗi người sẽ nhận được một điểm rực rỡ. Yeah. Mỗi người luôn. Yeah. Yeah. Mọi người cũng có vẻ là kiệt sức rồi đúng không ạ? Mời mọi người cùng di chuyển đến nhà hàng để chúng ta cùng thưởng thức bữa trưa của ngày hôm nay nhé. Nhiều ra hết bảy. Ông kia là
thua đó em. Ủa đâu có. Rồi, ít bị mà. Nhiều ra ít bị. Nhiều ra ít bị. Ít bị ha, than than than. Em cho lật lộn đi. Ai sẽ là người may mắn nhất đêm nay? Anh đánh cùng đau hơn ly vụ lần. Thôi em mà đánh một cái. Thôi em đánh cái nào là chí mạng đó. Ôi trời. Chỉ có em thôi, em phải thắng đi nào. À ba đây mình búa vào kéo. Chơi luôn. Của em cổ lên. Ba 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 chân thân na ta 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 búa. Búa hay bao hay là bao bao. Búa là bao. Bú là bao. Thua. Rồi hai đứa chiến thắng. Một trong hai đứa sẽ đánh tất cả mọi người. Đánh nè. Tiếp ơi. Gán lên đi hiếp em. Chung kết thế giới, chung kết thế giới. Bú bao kéo em sẽ ra gì? Em ra cái kéo đi. Cái kéo. Búa bao kéo. 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 Đều sạch nhà. Buồn quá, buồn đời. Người tàn ác thường sống thành thôi. Sao tự nhiên hôm nay anh thật thà quá vậy ta? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Đây xin thông báo, đây là trò chơi giữ tình huynh đệ. Chứ cái cây này tán vô lỗ tai không được đâu. Bao nhiêu lần không còn tình cảm với nhóm nữa rồi. Cho nên hôm nay em sẽ chặt. Em sẽ chặt. Cái gì vậy? À, vụ mời không muốn uống vụ phạt nè. Được. Ôi, em muốn nói chuyện. Muốn nói chuyện hả? À? Làm thầy cho em. Ngon, ok, đem tại số. Nhẹ tay lên nhanh lắm ơi. Các con chạy chưa? Con nằm lam kia dữ vậy? Tiền ở đâu đây? Đâu hết rồi, sẽ im lặng hết rồi.
Trời ơi, đâu làm lại cái nữa coi, làm lại nào. Hay vậy. Con này láo. Gái đi. Gái đi. Gái đi. Sao chị Hằng có con gà? Em nghe con gà đâu đây? Nãy em đạp anh đúng không? Sửa anh. Chồng lại. Hết giờ rồi. Quay xuống. Quay xuống. Kéo tới. Còn quay xuống thôi. Trời ơi, vì tiếng cười thôi mà. Tôi muốn đánh anh em đâu. Sao? Tôi đau quá.
xin lỗi Liên. Đi đi. Xin lỗi mọi người Liên. Nay đánh nhiều lắm hả? Rất nhiều. Rồi đánh Isaac té đập đầu. Có đánh anh không? Trời ơi, đánh như con. Đánh như con. Đánh như con. Lên, lên, mà anh giọng sao? Khi người bị đánh nhiều nhất. Ủa? Bả vậy nè, em là người dưới sao bả vậy nè. Ai? Anh trả lời. Em không cách nào trốn được anh à. Tức là anh cứ như này này. Trời, anh toàn chỉ đúng vào em thôi, anh đuổi theo thôi. Em, anh không chỉ vào mọi người. Vậy là mình có sự 500, mình có hút nhau đó. Thôi sao không hút cái gì khác lại hút đánh thế, đau lắm. Đau, khét đít rồi. Đau, khét đít rồi. Thôi mà cũng vì tiếng cười thôi anh em. Chúng ta vẫn là anh em tốt. Không nha, tôi thấy đánh rất là đam mê nha. Giống như là sáng giờ bị út hận cái gì mà nhưng mà xả đúng không? Đánh mà anh cắn cái môi. Bây giờ nói đi, sáng út hận tức cái gì nói. Tại vì sáng giờ không vui nên tôi muốn lấy cái niềm đau để làm cái niềm vui. Ê, hey, sau trò chơi này anh mới thấy là không phải mình đối xử với người ta tốt được người ta tốt lại với mình. Đúng rồi anh. Trong cuộc sống này đâu phải điều gì cũng có công bằng. Anh có làm gì sai đâu mà em muốn anh như con mẹ. Em không biết anh ơi, em cứ thấy nhỏ nhỏ tưởng hả đích tưởng sơ sơ giảo nhảo thì biết. Nhảo đâu anh ok mà. Ok hả? Ừ. Ai biết đâu. Lớn lớn hả mày? Lớn hả? Ủa có thổi gì luôn hả? Chết rồi, vậy đồng tiếng nhìn cho em khúc nói nha. Mày lớn hả mày hả? Hồi nãy ai đập tôi xuống là nó. Không phải em. Ai không phải em. Chính là cô ta. Thì ra là cô. Trước khi mà bước vào trò chơi thì em đã thấy rất là thú vị và em rất là thích chơi trò này. À, chơi nữa không Cưng? Không, nhưng thực tế là vui thật. Hai người là ai ạ? Người thứ nhất là Bích Phương. Em bị đánh đau như thế làm sao có thể nhịn nhục được? Mày từ đầu không nói rồi. Tôi dừng cuộc chơi. Thì em cũng muốn có một cơ hội, biết đâu mình chịu đựng được. Nào anh ở đâu bị tra tấn dã man như thế. Người thứ hai tuy không bị đánh nhiều nhưng mà rất ồn bởi vì cái kèn kêu liên tục. Đó chính là Lê Gíp. Về chị em mình. Một chào tay thật lớn cho hai chị em ngày hôm nay. Như vậy là sáng mai là Negip và Bích Phương sẽ nấu ăn. Chắc chắn là ba tổ chức sẽ đưa nguyên liệu đúng không? Dạ. À, còn anh em mình thì ngủ thêm được một tí. Vâng ạ. Em xin được chấp nhận ạ. Chấp nhận mà chị vui dữ vậy. Em không biết nói gì thêm, em đau đớn quá. Em đang cảm nhận cơn đau của em. Lại đánh vào em không ok đấy. Thôi thì mai ráng nấu ăn ha, nấu dở cũng được, nấu ngon cũng được, anh em sẽ ăn thoải mái. Vâng ạ. Rồi bây giờ thì mình sẽ sửa soạn ngu ngủ nghe thôi. Đi ngu đi ngu thôi.